Một ngôi nhà cổ tích nằm trên tầng thượng kết hợp với view ngắm làng mát quá là xịn luôn. Tha hồ chụp hình sống ảo mà còn có đồ ăn nhâm nhi đã cái miệng. Xin giới thiệu với mọi người chuyện Rap Top. Mọi người có thấy quen không? Tại vì chỗ này á, lúc trước Noel vẫn đã review cho mọi người một lần rồi đó. Tính không đi mà bị bảo với ông cáo khinh lên đây chứ đâu. Hồi Noel á, ở đây trang trí y như là lạc vào xứ sở mùa đông của châu Âu. Còn những ngày thường á thì giống như là một ngôi vườn cổ tích. Không gian tầng thượng ở đây to rộng nè, thoáng đãng mát mẻ ra vậy, còn trang trí rất là nhiều cây xanh kiểu hòa nhập với thiên nhiên, nó thoải mái, nó dễ chịu gì đâu. Mà lên trên đây rồi đảm bảo mấy bạn chụp hình ngàn tấm trên dây không á, tại vì siêu siêu nhiều góc cho tụi mình chụp hình sống ảo luôn. Điển hình là cái góc cầu thang này nè mọi người, quá đẹp luôn. Trời xanh mây trắng nắng vàng, hỏi anh yêu nắng hay là yêu em. Ngoài ra nàng nào yêu cây lá hoa cỏ muốn chụp cái concept mà ngồi giữa một rừng hoa thì cũng có chỗ cho mấy bạn chụp luôn nha. Tiếp đến là những cái góc này dành cho những người thích phong cách địa trung hải. Một cái xích đu bằng vải rất là địa trung hải luôn nha mọi người, nhìn mỏng manh vậy thôi chứ chắc lắm á. Và tiếp đến là một cái giường bằng gỗ cũng rất là địa trung hải quý vị ơi. View ở đây các bạn có thể ngắm được lăng mát 81 luôn nha, và có 2-3 góc để mình có thể nhìn thấy lăng mát luôn. Quán ở đây bắt đầu mở cửa từ 4 giờ chiều á, nên mấy bạn tranh thủ hay mình lên sớm mình ngắm hoàng hôn đẹp lắm. Mà nãy giờ quên nói, chuyện Rap Top nằm ở 102 đường Nguyễn Đình Chính, phường 15, quận Phú Nhuận. Ngoài cái góc xích đu địa trung hải ra thì ở đây cũng còn thêm một cái góc xích đu nhưng mà kiểu nó thôn quê, nó rơm rạ hơn đó mọi người. Đồ ăn và nước uống ở đây cũng khá là đa dạng. Mẫn đã gọi 4 loại nước trái cây kiểu được mix với nhau á, uống rất là ngon luôn, và một số món ăn để mà mình nhâm nhi. Trời ơi, hỏi chị em lên đây tám chuyện là phải có đồ ăn chứ, để vừa tám vừa nói chuyện. Đầu tiên là một món ăn đặc sản Tây Bắc, đó chính là trâu gác bếp chấm với lại chẩm chéo. Thịt trâu nó dai và ngọt, thịt chấm với lại cái chẩm chéo mặn mặn cay cay. Rồi kết hợp thêm cái vị chua chua của chanh nữa, quá là đã luôn. Còn đây chính là bò một nắng chấm với lại muối kiến vàng. Nếu mà Mẫn không nhầm thì đây là đặc sản Gia Lai thì phải. Thịt bò dai thơm chấm với lại cái muối này là mọi người, có con kiến vàng ở trong đó luôn á, nhưng mà mọi người đừng có sợ nha, ăn ngon lắm. Còn đây chính là món lườn ngỗng sông khói. Thịt ngỗng mềm chấm với lại miếng tương ớt cay cay á, nói chung là vừa cái miệng hết sức. Ông cáo ông mê cái món này luôn á. Ba cái món đầu tiên là ba món Mẫn thích nhất, còn đây chính là xúc xích sông khói. Vị của nó thì cũng bình thường, không có gì quá đặc biệt. Còn đây chính là sụn gà nha, phủ một lớp bột chiên giòn ở bên ngoài, ở bên trong là cái sụn gà sực sưng. Món này thì ăn ổn nè, ăn vui miệng. Còn đây là khoai bọc phô mai, món này thì cũng bình thường à mọi người ơi, kèm theo đó là một dĩa trái cây nữa. Ui trời ơi, ai đây? Cô Ca đã đi học về rồi nè cô chú ơi. Bà ngoại dắt cô Ca lên đây chơi với mẹ Mẫn. Cô Ca thì rất là mê xúc xích, bởi vậy anh gặp cái món xúc xích sông khói thì anh khoái lắm luôn. Của tôi mà không cho tôi ăn hả? Dành của tôi à. Người lớn đang ngồi nói chuyện thì thấy cô Ca lủi thủi ra ngồi xích đu á, thế là mẹ Mẫn chạy ra chơi với cô Ca, ảnh khoái lắm 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 luôn. Mà mọi người biết gì không, chuyện Rap Top á, lúc nắng lên nó đẹp theo một kiểu khác, nhưng mà khi mà về đêm lên đèn nó đẹp theo một kiểu khác nha, lung linh lắm luôn á. Cái giấc Mẫn thấy các bạn tới đây mà đẹp nhất á là từ 4 giờ chiều cho tới 6 giờ tối đó. Buổi chiều tối nè, nhìn coi có đẹp giống như cổ tích không mọi người. Ở đây người ta đề co rất là nhiều đèn luôn, bởi vậy buổi tối xuống là nó lung linh ơi là lung linh, chứ không có bị tối đâu, các bạn vẫn có thể tha hồ chụp hình. Còn cái món nước xoài với kim chi này Mẫn phải uống tới ly thứ ba luôn, quá là ngon. Cô Ca thì mê dưa hấu với nhau, bởi vậy kêu thêm cho anh ăn nè, sau đó anh ngồi nghe nhạc nhún nhảy đu đưa chiêu theo điệu nhạc. Tới đây là an tâm, không có lo mưa nha, có bạc đầy đủ hết khỏe re. Mà thôi nói gì thì nói, tối rồi cả nhà mình đi về đây.